Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhặt lá bồ đề. Kính thưa quý vị, trong suốt 13 năm tù, tù nhân Nguyễn Hữu Lễ đã có một thời gian dài để ôn lại hành trình của ông khởi từ những cuộc thám hiểm, tìm đường vượt thoát ban đầu đến tháng 5 năm 1976 khi ông bị bắt và 12 năm trăn trở để tìm cách thoát khỏi cảnh tù ngục. Trong khoảng thời gian dài đó, ông đã suy nghĩ về nhiều vấn đề, về các bạn tù, về đức tin trong tù, về những chuyển hóa vấn đề thiện, ác trong con người tù nhân. Trong năm thứ 13, khi tất cả các linh mục khác đều được tha ngoại trừ ông, linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã khóc, đã âm thầm tự vấn và cuối cùng một sự mặc khải, ông đã tìm được một chỗ đứng riêng của một linh mục duy nhất còn lại trong trại tù. Hầu hết các tù nhân đều là giáo dân Công giáo. Mời quý vị theo dõi sự chuyển đổi suy nghĩ khiến cho tù nhân suy sụp tinh thần Nguyễn Hữu Lễ tìm được niềm tin và sự an bằng nội tâm. Sự chuyển đổi này đã giúp cho ông đoạn tuyệt với tù nhân Nguyễn Hữu Lễ của 12 năm trước, thành một linh mục đang dìu dắt các con chiên trước ngưỡng cửa thử thách. Trong năm thứ 13, linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã khám phá được sứ mạng ông hằng tìm. Ông đã vượt khỏi được những tù ngục trong tâm và đã tìm được cả sự tự do lẫn giải thoát ngay trong thời gian tù tội. Qua phần 17 phỏng vấn đặc biệt với linh mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Nhưng mà khi mà tôi rời đó, tôi đi qua với họ đảo, không biết bao nhiêu cái sự cực hình ở nơi. Không tưởng tượng được tôi đã chịu cảnh một năm trời. Đến nỗi tôi chịu không nổi, tôi bỏ tôi đi. Tôi xin phép giám mục, tôi bàn giao lại xong, tôi bỏ đi. Đi về dưới bắt tôi riết. Tôi cùng đường với lịch Sài Gòn, tôi tham gia vô cái đám phun rô. Tôi tham gia vô phun rô, trong có mấy sổ khác. Phun rô người ta có nói được tiếng Việt không? Nói tiếng Việt. Mà người ta cũng là theo Công giáo luôn. Không, em phải nói là đám của phong trào thiếu sắc, sắc tộc thiểu số người thượng. Rồi tôi đi vô rừng, tôi tỉnh đàn hoạt động trong rừng mà thấy lỏng lẻo quá, không được gì hết. Lúc đó thật ra nó là bí lối mà chạy thôi chứ không có. Còn nói về cái phục quốc không có. Phục quốc là do chính tụi nó dựng nên. Đa số tụi nó đi gạt. Nó nói bây giờ là có tin là ông Kỳ đem quân về ấy mới biên giới, ông Thiệu ở rừng lá gì đó, ở đến toàn nó toàn lừa gạt lên, ta theo bắt hết. Thời gian đó đó, rồi tôi bị bắt ở trên ban bí thuộc. Lý do cha bị bắt? Phản động, chống đối chế độ. Nhưng mà cha có đang lúc đó cha có đang làm gì không? Bắt có oan không? Thì là bắt đúng. Đúng. Bắt đúng. Rồi cha đang làm gì mà bị bắt? Chúng tôi đi trong nhóm phun rô đó. Dạ. Dư Quỵ Giang Trang dưới tư cách là nhân viên khai thác lâm sản tỉnh Lâm Đồng với thời giả. Như bắt truy nguyên ra là chúng tôi là những người nằm trong cái lực lượng phun rô, tức là những người chống chế độ và đòi độc lập. Thì tôi theo vì lý do là bí lối, mình phải kiếm một đại Vinh Long ở Sài Gòn sống cũng được rồi. Với thời giả phải vô đó được một tháng thì bị bắt. Bắt tại Ban Mê Thuộc. Không phải, bà Campuchia. Rồi dạy bạn mới thuộc, rồi từ đó sau đời nó vô như anh chàng thấy là mua rít ra chịu dính riêng cái tới 13 năm thủ đó. Đó là đoạn sau. Cái cảm giác của cha lúc bị bắt? Cảm giác bắt, ngay lúc mà béo đó, cảm giác tôi là thấy cái hố sâu đen thuộm trước mặt mình. Khi mà chúng nó la hét đưa súng rầm rầm lên đó, kêu tay lên đó, thì tôi nhắm mắt tôi thấy cái hố sâu thiệt là sâu dưới chân mình đó. Hố to mà sâu lắm. Đó là cái cảm giác rất là rõ rệt, là coi như đời mình qua một cái giai đoạn sụp xuống hầm. Vào ngày 28 tháng 5 năm 1976, 28 tháng 5, tôi nhớ rõ lắm. Thì khi mà bắt lần đầu tiên nó tra vấn cha như nào? Nó đưa về Đức Lập, tra vấn hỏi lý do. Thì tôi vẫn nói lý do là chúng tôi vượt biên. Tôi vượt biên, thì lúc tôi vượt biên lúc đó nó là phổ thông lắm, cái tội này tội rất là phổ thông,
nơi nào có thì chúng tôi vượt biên rồi. Mà tại sao có giấy tờ giả, giấy tờ giả qua mặt công an thì phương tôi vượt biên thôi. Vô đây tôi qua công an kia tôi Thái Lan đó. Nhưng mà nó đâu có tính đâu anh. Nói tôi đâu có tính đâu chứ. Không biết tôi lên buộc rồi thì còn nặng tội hơn nữa. Nhưng mà cái quan trọng không phải là ứng bắt đó mà đồng thời sau này vô tù rồi đó. Vô tù rồi đó thì mới lúc đó mới là lúc mà tôi phải đương đầu nó nhiều. Có lẽ đời sống tôi sinh ra để mà đương đầu trong tù. Trong cái chuyện đương đầu của mình mà cha có cảm thấy là có sự ủng hộ của những người khác không? Có sự giúp đỡ của những người khác về tinh thần, về vật chất, về thành nọ hay là tính cách cá nhân vậy thôi? Không phải có sự ủng hộ thường em, nhưng mà cái kỳ vọng của anh em. Kỳ vọng. Bởi lúc thời gian mới bị bắt ở trong tù đó, có một mình thôi, một mình tôi thôi. Sau này tôi về sẽ gặp cha Vũ Đức Khâm, thì sẽ không bị nó giết trong tù rồi. Tôi ra bắt có một mình thôi thôi. Ở tại Nam Hà cả ngàn tù nhân một mình thôi thôi. Thật ra biết một linh mục mà sống giữa hơn ngàn tù nhân, trong đó đại đa số là Công giáo, đại đa số 1000 tôi nghĩ chừng 700-800 Công giáo rồi. Thì mặc dù lúc tôi mới 33 tuổi thôi, nhưng mà anh biết rồi, cái trong đời sống tinh thần đó, cái người linh mục luôn là có gì chỗ dựa tinh thần cho giáo dân. Đó tinh thần. Thì vì có tôi đó mà anh em họ cũng được dưỡng tinh thần hơn. Và tôi cũng nương tựa vào họ. Và khi mà tôi mới đương đầu với chế độ Cộng sản đó, thì tôi mới tỏ ra cho giáo dân tôi biết rằng tôi là một người nương tựa, chỗ nương tựa cho họ. Cho dù tôi phải chết. Đó ý của tôi nói là cái việc mà tôi đương đầu với chúng tù vậy đó. Và tôi phải trả giá. Tôi phải trả giá. Khi mà cha ở trong tù như vậy thì mình nói về đức tin hay là mọi thứ gì có lay chuyển gì nhiều không? Chắc không mình, đức tin rất mạnh. Bởi vì tôi ở trong tù á, tôi làm bất cứ gì á, có Thiên Chúa như là thôi, tôi vững mạnh lắm anh ạ. Vô tù mới thấy là đức tin tôi mạnh. Vô tù mới thấy tin mạnh, ra ngoài đặc bạc. Khi mà thấy chỉ có sức mạnh Thiên Chúa. Sức mạnh Thiên Chúa thì không ai có thể làm gì được mình nếu có Chúa cùng tôi. Trong Kinh Thánh câu đó, nếu Chúa cùng tôi chẳng sợ chi quân thù. Thì lúc nào tôi cũng đời sống tôi có Chúa trong lòng tôi, niềm tin và niềm hy vọng. Và tôi là cái người phải nói là chỗ dựa tinh thần cho anh em. Cái ý thức tinh thần tôi, ý thức rất là mạnh, mạnh lắm. Khi mà cha ở trong như vậy, cái sức chịu như mà cha có nghĩ là ngày nào mình được ra không, hay là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó? Nó cứ lạ này, nếu mình hỏi tôi nói lạ này, có lẽ là khán giả mà nghe nói có nghĩ là cha lại nói láo. Anh ơi, vô đó là tôi mong từng ngày, từng giờ, từng phút được về. Cho tôi tìm hết mọi cách để tự do. Tôi tìm cách tôi tổ chức cướp cái tàu đó để giải thoát tù, thất bại, không được vì bão bất ngờ. Tôi ra đó, tôi vượt ngục 2 lần. Vào giờ chót bị vỡ bởi vì đổi việc buồn bất ngờ. Cuối cùng tôi vượt ngục được 1 lần. Đào tường ra sông đột thất bại chết 2-3 người. Và tôi lúc nào cũng mong được cái sự tự do. Nhưng mà lạ lắm anh ơi, tới chừng năm thứ 10, 11, 12 đó, tôi trong từng ngày từng đêm cả giấc mơ cũng thấy nữa. Nhưng mà qua năm tới năm thứ 13 ấy, nó có sự lạ lùng mà tôi nói. Điều này tôi nói đó thì nếu người Công giáo nào nghe có lẽ tin được. Còn anh em mà không có niềm tin có lẽ khó chia sẻ với tôi. Khi mà anh em linh mục, tôi tổ cho 29 linh mục chung với nhau. Và 28 người được về rồi. Lúc nào 7 người. Còn cha bình tĩnh lại tôi. Anh biết đêm đó tôi nằm tôi khóc dữ lắm. Tôi chia tay đó. Chia tay với tôi. Họ cũng dám bắt tay tôi. Bởi biết tôi khổ quá rồi. Mà trong nhóm 10 mấy năm sống chung với nhau đó, tôi là người bị nặng nề nhiều nhất. Đánh đập cùng kẹp đủ chuyện. Anh em kia có tù nhưng không bị ảnh à. Rồi bây giờ tự nhiên về hết. Tôi học hấn kinh khủng lắm. Đêm đó tôi ngồi trong bùn á. Tôi cầu nguyện. Xin Chúa cho con biết ý Chúa thế nào. Tại sao anh em con về hết con ở đây. Mà cái người tù mà chịu năng này nhất là con chứ không phải anh em con. Tại sao? Thì nó lạ lắm anh ơi. Cái này tôi gọi là private relation. Revelation tức là một sự mặc khải riêng tư đó. Nên tôi nói người Công giáo hiểu được người ngoài. Tôi nghe một tiếng nói bên tai tôi. Nhưng mà đây là một cái lời nhắn nhủ đó. Cha muốn con sống ở đây.
với những anh em trong tù còn lại để an ủi họ, chia sẻ đời con với họ, và nếu cần chết với họ. Tự nhiên tôi con người tôi giống như bừng lên. Trời, bừng lên một cái tôi thấy là ô, bây giờ mình là người được đeo một sứ mạng, mà thì tôi đã nhớ trường hợp Thánh Phaolô ngày xưa, cái Thánh Phaolô người đi bắt đạo bắt Chúa, và Chúa cải quan cải ông ta, trở nên ông ta thành một người tông đồ cả của giáo hội, và ông ta là người viết kinh thánh cho giáo hội. Đầu tiên là người bắt đạo, thì bây giờ Chúa lại chọn tôi để mà sống giữa anh em tù đài. Tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi không còn muốn được về một chút nào nữa. Hay, cái lạ đó, không còn muốn về nữa.